Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, nhận thức được những tội lỗi mà mình đã gây ra, thay vì sự ra đi vô nghĩa của mình, nhiều tử tù đã có hành động cao đẹp trước khi chết. Chi tiết ra sao, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Nguyễn Hoài Thu, sinh năm 1980, quê quán tại huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Tại thời điểm bị bắt vào ngày 31 tháng 7 năm 2012, Thu đang là giáo viên của trường trung học cơ sở xã Tiền Phong, huyện Quế Phong, Nghệ An. Trước đó, thông qua các mối quan hệ khác nhau, Thu cùng với hai chị em dâu khác của mình là Nguyễn Thị Dung và Trương Thị Huệ, đều trú tại huyện Quế Phong, đã mở mắt trước đồng tiền nên gia nhập vào đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy do ông trùm Nguyễn Công Hải, trú tại huyện Quỳ Hợp, Nghệ An thiết lập. Chỉ trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 7 năm 2012, các đối tượng trong đường dây ma túy từ Lào vào Việt Nam do Nguyễn Công Hải lập nên, hiện đang bỏ trốn, đã thực hiện 10 lần mua bán trái phép chất ma túy với tổng số 255 bánh heroin từ Nghệ An vào thành phố Hồ Chí Minh và ra Lạng Sơn tiêu thụ. Trở lại với vết trượt của nữ giáo viên Nguyễn Hoài Thu, ngày 29 tháng 7 năm 2012, sau khi nhận được tiền từ ông trùm Nguyễn Công Hải gửi từ thành phố Vinh lên Quế Phong, Thu trực tiếp liên lạc với đối tượng người Lào tên là Xì Dinh, sau đó vào rừng nhận 70 bánh heroin đưa về phòng trọ của mình ở ký túc xá giáo viên tại trường trung học cơ sở Tiền Phong cất giấu. Tối cùng ngày, Thu đã chia đôi số hàng này, 30 bánh bỏ vào vali, 40 bánh bỏ vào bì xác rắn để đưa về Vinh giao cho các đối tác. Sáng 31 tháng 7, khi chị dâu của Thu là Nguyễn Thị Dung đang giao hàng cho đối tượng Vũ Đức Mạnh, trú tại tỉnh Nam Định, tại ga Vinh, thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang. Từ lời khai của các đối tượng, tiến hành khám xét phòng ở tại trường trung học cơ sở xã Tiền Phong, thu thêm 40 bánh heroin chưa kịp tiêu thụ và bắt giữ cô giáo Nguyễn Hoài Thu. Từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 2 tháng 10, Tòa Nhân dân tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo nói trên về hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy, tuyên 2 án chung thân và 4 án tử hình, trong đó Thu lĩnh án tử. Trong câu chuyện với chúng tôi, nữ tử tù Nguyễn Hoài Thu chia sẻ, bản thân là con thứ 5 trong gia đình có 6 anh chị em. Bố mẹ hưu trí, gia đình có điều kiện nên tất cả anh em đều được học hành. Sau khi tốt nghiệp sư phạm khoa toán trường Đại học Vinh, Thu đã theo chồng từ Hà Tĩnh về huyện miền núi biên giới Quế Phong, Nghệ An để lập nghiệp. Cuộc sống êm ấm hạnh phúc hơn khi vào năm 2002, hai vợ chồng sinh bé trai đầu lòng. Thế nhưng, hạnh phúc ngắn chẳng tày gang. Quế Phong là vựa ma túy lớn của miền Tây xứ Nghệ. Cũng vì cám dỗ đầy ma lực của việc buôn bán cái chết trắng, gia đình Thu đã ly tán. Không gia đình, nữ giáo viên này đã phải chuyển về sống tại ký túc xá của trường. Cuộc sống buồn tẻ sau những giờ lên lớp đã kéo Thu đến với những cuộc giao du không đoán định và số phận rẽ ngang từ khi gặp ông trùm Nguyễn Công Hải, một tay buôn bán ma túy khét tiếng. Về ngã rẽ phận người của bản thân, tử tù Nguyễn Hoài Thu không giấu giếm khi kể rằng bản thân do đổ vỡ hôn nhân, thời gian đầu Thu bị sốc thực sự, những ngày sau đó cố gắng cân bằng lại tâm lý để nuôi con. Xong, cuộc sống giáo viên lương ba cọc ba đồng, không đủ để trang trải, buộc ngoài giờ dạy học, Thu phải nai lưng kiếm tiền với đủ thứ nghề, từ mở quán phở, hàng tạp hóa đến tiệm internet. Ước ao lớn nhất lúc đó là kiếm được tiền để mua căn nhà nho nhỏ, hai mẹ con có chỗ dung thân. Xong ước mơ ấy cứ mãi xa dần so với thu nhập hàng tháng của Thu. Dường như thấu hiểu được nỗi khát ấy trong đôi mắt của bà mẹ đơn thân đang vật vã để mưu sinh, có người đã rủ rê Thu tham gia vận chuyển ma túy. Thu chia sẻ, Thu biết rất rõ tác hại của việc làm này, nhưng vì muốn đổi đời, lòng tham đã che mờ nhân cách và cả lòng tự trọng. Cứ như thế, những đồng tiền quá lớn kiếm được sau mỗi lần đóng vai trò là người vận chuyển đã khiến cho bản thân nữ giáo viên này ngày một sa chân vào vũng bùn tội lỗi mà không tài nào dứt ra được cho đến ngày bị bắt. Tôi không đổ lỗi cho hoàn cảnh, tất cả là do bản thân mình. Ban đầu cứ nghĩ tham gia vào một vài chuyến rồi từ bỏ, nhưng mọi chuyện không dễ dàng như suy tính. Khi bị bắt, điều tôi nghĩ đến đầu tiên là cái chết, bởi có như vậy mới khỏi phải đối diện với bất kỳ ai, kể cả các em học sinh, đồng nghiệp và bố mẹ mình. Tử tù Nguyễn Hoài Thu trải lòng, tâm sự về nghĩa cử, góp tiền lưu ký hàng tháng để làm từ thiện, ủng hộ hoàn cảnh khó khăn.
Nguyễn Hoài Thu cho biết, theo quy định chung, từ nhiều năm nay tử tù trong thời gian chờ thi hành án được phép đặt mua báo theo quý và được ban giám thị phát miễn phí một số tờ báo. Từ những tin tức trên báo chí đã đọc được, Thu biết đến hoàn cảnh rất éo le của em Nguyễn Đăng Hùng ở huyện Đô Lương. Đọc báo mà thấy xót xa quá, cháu bé cũng chạc tuổi con trai tôi. Ở vào độ tuổi này lẽ ra các cháu cần có vòng tay chăm sóc, yêu thương của bố mẹ, nhưng vì hoàn cảnh nên phải vất vả mưu sinh. Tôi thương quá nên đề xuất cán bộ quản giáo được trích tiền lưu ký để ủng hộ cháu Hùng trong lúc khó khăn. Đại úy Nguyễn Thị Liên, cán bộ quản giáo trông coi tử tù tại buồng giam của Nguyễn Hoài Thu cho biết thêm, là người có thâm niên hàng chục năm làm cán bộ quản giáo ở khu biệt giam. Khi nghe Thu đề xuất gửi tiền ủng hộ cho cháu Hùng, bản thân chị Liên rất ngạc nhiên. Mấy chục năm làm quản giáo, lần đầu tiên tôi nghe một tử tù đề xuất như thế. Sau khi báo cáo với đội và ban giám thị trại, nhận được đơn đề nghị của Thu, chúng tôi giúp Thu thực hiện ước nguyện của mình. Và nữ tử tù này đã rất vui khi ước nguyện nhỏ nhoi ấy trở thành hiện thực. Đại úy Liên tâm sự. Đại úy Nguyễn Thị Liên cho biết thêm, hồi mới bị bắt, Thu bị suy sụp và hoảng loạn tinh thần. Thậm chí nửa tháng trời cơm không ăn được, hai chân bị liệt không thể di chuyển. Buộc ban giám thị trại tạm giam phải cho chuyển sang buồng lớn gần gũi động viên, Thu mới dần bình tâm trở lại. So với các phạm nhân khác, Nguyễn Hoài Thu là người có học vấn, có trình độ nên ý thức chấp hành kỷ luật buồng giam cũng cao hơn các phạm nhân tử tù khác. Cũng bởi vậy hàng tháng Thu được gọi điện thoại về nhà 1 đến 2 lần để gặp con trai. Nữ tử tù Nguyễn Hoài Thu kể, sau phiên tòa phúc thẩm cấp cao, cơ hội sống gần như không còn, nhưng bản thân chưa bao giờ tuyệt vọng. Hàng ngày từ trốn biệt giam, cựu giáo viên sa ngã này ăn chay niệm Phật để cầu mong điều kỳ diệu nhất sẽ đến với cuộc đời mình. Hiện Thu đã viết đơn xin ân xá gửi Chủ tịch nước để mong mình còn có con đường được sống để trả nợ cuộc đời. Phần Việt hàng ngày còn lại, giữa những chấn song sắt lạnh lẽo của Thu là tự học tiếng Anh từ những cuốn sách do cán bộ quản giáo mang đến. Thu lạc quan chia sẻ tự trau dồi thêm vốn tiếng Anh để sau này nếu có cơ hội sống để làm lại cuộc đời, Thu sẽ dạy ngoại ngữ cho các phạm nhân khác. Biết đâu đấy sẽ là hành trang có ích cho cuộc mưu sinh của họ sau này. Ngày 9 tháng 10, Tòa án Nhân dân cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm xét xử và tuyên y án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Thị Thanh, 55 tuổi, ngụ quận 4, TP.HCM về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Liên quan tới vụ án, bị cáo Đinh Thị Mai Thuy, 26 tuổi, quê Bến Tre, cũng bị tuyên y án chung thân cùng tội danh. Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 24 tháng 3, Tòa án Nhân dân TP.HCM đã tuyên án tử hình với bị cáo Nguyễn Thị Thanh. Riêng bị cáo Đinh Thị Mai Thuy đang nuôi 2 con nhỏ nên chỉ bị tuyên án chung thân. Sau phiên tòa này, bị cáo Thanh kháng cáo kêu oan, bị cáo Thuy kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên tòa phúc thẩm, mặc dù kháng cáo nhưng hai bị cáo không đưa được tình tiết mới. Khi được nói lời sau cùng, bị cáo Thanh trình bày: nếu bị tòa tuyên y án tử hình thì xin thi hành án sớm để hiến xác cho y học. Tương tự, Thuy cũng xin được thi hành án sớm nếu bị tuyên y án, vì thời gian tạm giam đã quá lâu. Theo án sơ thẩm, sáng 27 tháng 10 năm 2012, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM đã bắt quả tang Thanh vận chuyển 3 kg heroin. Thanh khai vận chuyển thuê cho Đinh Thị Mai Thuy với tiền công 250 đô la. Thuy bị cảnh sát bắt khẩn cấp ngay sau đó. Tại cơ quan điều tra, cô gái 26 tuổi khai sống tại Campuchia, quen với bà Thanh khi bà qua du lịch. Theo lời của Thuy, cô quen một người tên là Smith King, không rõ lai lịch. Người này nhờ cô chuyển các túi đồ qua biên giới với tiền công hậu hĩnh. Thuy không trực tiếp làm mà thuê người làm để hưởng tiền chênh lệch. Sáng 27 tháng 10, Thanh ra bến xe miền Đông nhận hàng từ một phụ nữ không rõ lai lịch. Vừa mua vé xe đi Phnom Penh, Campuchia thì bị công an bắt giữ. Thưa quý vị, khi gặp các nữ phạm nhân mang án ma túy tại trại giam Công an tỉnh Hòa Bình, mỗi người trong số họ đều có hoàn cảnh khác nhau dẫn đến phạm tội. Điều đáng trách hơn, những nữ phạm nhân ấy đã bất chấp các quy định của pháp luật để mắc nợ với đời, với những người thân của mình. Nguyễn Thị Giang, 45 tuổi,
sinh ra trong gia đình nghèo ở thị xã Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Bố mất sớm, mẹ Giang thay chồng nuôi 6 con khôn lớn. Cuộc sống khó khăn thiếu thốn là chị cả. Nên học chưa hết lớp 5, Giang nghỉ học để phụ giúp mẹ kiếm sống. Khi đến tuổi trưởng thành, nghe theo đám bạn, Giang quyết định vượt biên sang Trung Quốc, tìm cơ hội đổi đời. Song thực chất, các đối tượng lừa bán Giang vào nhà thổ, rồi làm vợ một người đàn ông ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Sau gần 20 năm sống ở nơi đất khách, Giang nhớ gia đình, nhớ quê hương, tìm cách bỏ trốn về Việt Nam. Đầu năm 2013, Giang bỏ chồng cùng với hai người con trở về địa phương, trong niềm vui tột cùng của gia đình. Từ một cô gái hiền lành, chân chất, Giang trở nên dạn dĩ, lì lợm hơn. Quá uất ức với những kẻ đẩy Giang vào đường cùng, thị nung nấu ý định trả thù đời, đầy đọa người khác. Số phận đưa đẩy, Nguyễn Thị Giang gặp Đào Viết Mừng, 47 tuổi, trú tại Cầu Đông, Quang Trung, An Lão, Hải Phòng. Rồi bị cuốn vào những chuyến buôn hàng trắng với ông chủ ma túy đất cảng. Mừng thấy Giang nói thành thạo tiếng Trung nên đã sử dụng chính người tình làm phiên dịch cho các cuộc làm ăn, giao dịch với đối tác người Trung Quốc. Việc giao dịch hàng trắng giữa Mừng với đối tượng tên Luân ở Trung Quốc do Giang đứng giữa phiên dịch thu xếp. Sau đó, toàn bộ số hàng trắng được xé lẻ cung cấp cho đối tượng nghiện, các quán bar, vũ trường. Thế nhưng, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Ngày 27 tháng 3 năm 2014, Đào Viết Mừng lên khu vực Tây Bắc lấy hàng trắng về tiêu thụ. Trên đường quay về địa phận xóm Trọng, xã Phong Phú, Tân Lạc, thì bị lực lượng công an phát hiện thu giữ 4 bánh heroin phía trong xe. Ngay sau khi người chồng hờ bị bắt, Giang tiếp tục thay người tình cầm đầu đường dây mua bán ma túy. Thế rồi không lâu sau đó, nữ quái này xa lưới pháp luật. Với nữ tử tù Nguyễn Thị Lợi, 61 tuổi ở huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, đáng ra ở cái tuổi ấy, thị phải được hưởng cuộc sống an nhàn bên gia đình. Chỉ vì hám lời, thị sa chân ngập sâu vào con đường buôn bán cái chết trắng, để rồi nhận kết cục đáng buồn. Sau khi chồng bị bắt vì tội mua bán trái phép chất ma túy, Lợi không thay chồng nuôi dạy ba con đang khôn lớn. Thị bước tiếp vết xe đổ của chồng. Trong đó có người đàn ông người Mông tên là Báo ở xã Lóng Luông, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Vốn là chỗ làm ăn với chồng Lợi trước khi bị bắt. Ngày 1 tháng 12 năm 2011, Lợi cùng người cháu ruột là Nguyễn Văn Đức, 22 tuổi, ở xã Minh Quang, Ba Vì, Hà Nội, mang 2,9 tỷ đồng lên huyện Mộc Châu mua 20 bánh heroin. Trên đường về đến địa phận xóm Bảng, xã Tây Phong, Cao Phong, Hòa Bình, hai cô cháu đã bị tổ tuần tra giao thông công an huyện Cao Phong phát hiện. Thấy sự việc bại lộ, Lợi thúc giục người cháu tăng tốc bỏ chạy qua trạm kiểm soát giao thông, đồng thời chống đối quyết liệt khi bị truy bắt. Thế nhưng, cả hai đã bị bắt cùng tang vật là 20 bánh heroin. Mặc dù biết trước kết cục của mình, song hôm bị tuyên án tử, lúc áp giải về trại giam, Lợi vẫn chưa hoàn hồn. Thì chẳng thiết ăn uống, đêm nào cũng trằn trọc, nhìn ra khoảng không, mịt mùng, qua khe cửa buồng giam suy nghĩ miên man. Ngày ngủ đêm thức, thoát vui rồi lại thoát buồn. Nếp ấy đến giờ vẫn chưa thay đổi. Cơ thể của thị suy sụp, bạc nhược một cách ghê gớm. Đã có lúc, thị định phó thác cho số phận. Nhưng rồi khao khát được sống, lại thôi thúc. Nghe bạn tù khuyên, sống được ngày nào quý ngày ấy. Biết đâu được giảm xuống chung thân sẽ có ngày về. Thị cũng an lòng phần nào. Không dưới một lần, Lợi đề xuất được viết thư gửi các cấp có thẩm quyền xin chết. Bởi càng sống ngày nào thì càng chịu sự dày vò đeo đẳng bám giết tâm can ngày đó. Còn Nguyễn Thị Huệ sinh năm 1974 ở Cao Lộc, Lạng Sơn, theo tài liệu cơ quan chức năng, vào những năm 2000 cho đến trước khi bị bắt, vào tháng 4 năm 2012, nữ quái Nguyễn Thị Huệ được ví von như một bông hồng lửa, bởi sắc đẹp và sức cuốn hút đến lạ lùng. Dân chơi Lạng Sơn luôn thấy Huệ xuất hiện với chiếc áo sơ mi vải lụa mỏng, đóng thùng với chiếc quần jean. Huệ xuất hiện ở đâu cũng khiến cho cánh mải râu phải ngoái đầu nhìn ngắm.
vốn bản tính giang hồ, va chạm nhiều với giới anh chị vùng biên. Huệ trở nên dạn dĩ trong xã hội và biết đến ma túy khá sớm. Khi vừa bước vào tuổi 26, Huệ đã đi buôn ma túy và bị công an tỉnh Lạng Sơn truy nã. Năm 2006, Thị ra đầu thú. Tòa án Nhân dân tỉnh Lạng Sơn xử phạt 48 tháng tù. Sau khi mãn hạn tù, vốn là một người phụ nữ tháo phát lại có quan hệ rộng, nên chỉ một thời gian ngắn sau khi ra tù, Huệ đã khẳng định được vị trí của mình trong hoạt động xuất nhập khẩu ở khu vực cửa khẩu vùng biên. Huệ đứng ra cai toàn bộ số cửu vạn với hàng trăm người làm nghề khuân vác hàng ở cửa khẩu, đồng thời thâu tóm việc đăng ký thủ tục thông quan cho các phương tiện xuất nhập khẩu qua Lạng Sơn sang Trung Quốc và ngược lại. Huệ có riêng một bàn làm việc và khu vực đỗ xe tại cửa khẩu Tân Thanh. Có điều, ít ai ngờ, bên trong vỏ bọc của nữ cai quản xuất nhập khẩu, Nguyễn Thị Huệ là một đầu mối vận chuyển ma túy lớn trong đường dây ma túy xuyên quốc gia. Trong thời gian dài, Huệ lợi dụng hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa để vận chuyển heroin sang Trung Quốc bán và đưa ma túy tổng hợp từ bên kia biên giới vào Việt Nam. Mặc dù hồ sơ tài liệu về hoạt động buôn bán heroin của nữ quái Nguyễn Thị Huệ đã nằm trong tay các chiến sĩ trinh sát, nhưng để bắt Huệ một cách an toàn đảm bảo tính mạng cho người dân cũng như các chiến sĩ trinh sát nghiệp vụ là cả một vấn đề khó khăn. Theo cơ quan chức năng, Nguyễn Thị Huệ có phần lớn thời gian sống ở cửa khẩu giáp biên giới Việt Trung. Huệ có nhiều đàn em thuộc dạng cộng cán trong giới giang hồ. Một khi bà trùm của bọn chúng bị bắt, chúng có thể sẵn sàng chống trả quyết liệt để giải cứu và sẽ cao chạy xa bay sang Trung Quốc. Do đó, tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh và lực lượng phối hợp của Cục Nghiệp vụ thuộc Bộ Công an đã quyết định sử dụng kế điệu hổ Ly Sơn là điều đối tượng ra khỏi khu vực cửa khẩu 500m và bí mật bắt giữ. Cùng lúc, một tổ công tác giám sát chặt chẽ mọi di biến động tại nhà riêng của Nguyễn Thị Huệ. Khi phát hiện có đối tượng đưa két sắt từ trong nhà đối tượng đi tẩu tán, lực lượng chức năng đã kịp thời thu giữ, kiểm tra, xác định bên trong két có hơn 1 tỷ đồng, một số ma túy mẫu. Một mũi trinh sát khác phối hợp với Cục Cảnh sát Ma túy, Bộ Công an, khám nơi ở của một đối tượng tại thành phố Bắc Giang đã thu 80.000 viên ma túy tổng hợp do Nguyễn Thị Huệ gửi. Quá trình điều tra, Huệ khai mỗi bánh heroin vận chuyển qua biên giới, Huệ được hưởng 5 triệu đồng. Có chuyến chuyển hàng trăm bánh. Theo chiều ngược lại, đối tượng chuyển ma túy tổng hợp vào trong nước để bán. Tổng cộng đến khi bị bắt, Huệ tham gia vận chuyển mua bán 196 bánh heroin, hơn 7.200 gram ma túy tổng hợp. Theo cơ quan chức năng, Nguyễn Thị Huệ là một trong những chùm ma túy trong chuyên án 006N do Công an tỉnh Quảng Ninh xác lập. Hiện chuyên án đã kết thúc. Tại hội nghị đánh giá về chuyên án, các đại biểu khẳng định 006N là chuyên án điển hình trong đấu tranh trấn áp tội phạm ma túy của lực lượng công an toàn quốc, bởi có số đối tượng tham gia và bị bắt giữ, xử lý lớn nhất từ trước đến nay, diễn ra trên địa bàn rộng 16 tỉnh, thành phố, đòi hỏi tinh thần hợp đồng chiến đấu cao của công an các đơn vị địa phương. Thời gian dài hoạt động của đối tượng và đấu tranh của cơ quan công an. Sau khi kết thúc chuyên án, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố điều tra 147 bị can, bắt 118 đối tượng, truy nã 27 đối tượng. Số bị can này thuộc 5 đường dây tội phạm về ma túy, hoạt động mua bán vận chuyển ma túy từ Lào, Việt Nam, Trung Quốc. Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã tuyên phạt tử hình với 30 bị cáo. 13 bị cáo bị tuyên phạt tù chung thân. Các bị cáo còn lại nhận mức án từ cảnh cáo đến 20 năm tù giam. Đến đây thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.